Thưa quý vị và các bạn, trong mục Thầy thuốc và người bệnh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, bệnh gút đang ngày càng trẻ hóa và có xu hướng gia tăng do tác động của môi trường cũng như là cách sinh hoạt hàng ngày, và bệnh đã trở thành nỗi lo của rất nhiều người. Vì thế, việc hiểu biết về bệnh cũng như là cách phòng tránh là vô cùng quan trọng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bệnh cũng như cách phòng tránh thì chương trình đã mời đến trường quay ngày hôm nay bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng trao đổi về bệnh. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, như thế nào thì được gọi là bệnh gút ạ? Xin chào bạn, xin chào quý vị khán giả. Gút là một bệnh viêm khớp vi tinh thể đặc trưng bởi những cơn viêm khớp cấp tái diễn do sự lắng đọng các cái mối urat ở trong các mô, do có sự tăng cao nồng độ axit uric trong máu. Như đã biết về đại thể thức ăn chính trong chúng ta là chất đạm, chất đường và chất mỡ, thì gút chính là rối loạn chuyển hóa chất đạm, hay nói sâu hơn đó chính là rối loạn chuyển hóa nhân purin, là một trong chuỗi peptide của chất đạm. Thưa bác sĩ, vậy thì những nguyên nhân nào gây ra bệnh gút ạ? Nguyên nhân gây bệnh gút thường gặp, hay gặp nhất đó chính là bệnh nhân sử dụng quá nhiều thực phẩm chứa nhân purin. Hay gặp nhất đó là các loại thịt đỏ như thịt trâu, thịt bò, thịt chó, hoặc là một số các loại phủ tạng động vật như gan, thận hay lá lách. Một số thực phẩm, đồ uống có cồn cũng làm gia tăng nguy cơ bệnh về gút. Còn một số nguyên nhân khác ít gặp hơn có thể là rối loạn về gen, những bệnh về máu như bạch cầu cấp, bệnh nhân bị suy thận, hoặc bệnh nhân đang sử dụng một số thuốc lợi tiểu, hoặc những cái thuốc ức chế tế bào. Vậy thì bệnh gút thì sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Triệu chứng bệnh gút hay thường gặp nhất đó là triệu chứng đau, và điển hình đau bệnh nhân đau khởi phát rất đột ngột, đau tính chất dữ dội và thường đau về nửa đêm và gần sáng. Bệnh nhân thường hay đau ở các khớp chi dưới, đặc biệt là khớp bàn ngón chân cái. Tính chất đau thì bệnh nhân đau liên miên, đau tăng lên và đau khi bệnh nhân lạm dụng rượu bia và một số các loại thực phẩm có cồn và các loại thịt đỏ. Ngoài ra, triệu chứng đau bệnh nhân còn xuất hiện sưng nóng đỏ ở các khớp tổn thương, sờ vào ta sẽ thấy nóng và mọng mọng như quả cà chua. Triệu chứng khác ít gặp hơn có thể bệnh nhân sốt nhẹ, mệt mỏi, ăn uống kém. Và một triệu chứng ở giai đoạn muộn hơn là có thể ta thấy các xuất hiện các cái hạt cạnh các khớp tổn thương di động và chắc, người ta trong y học gọi là hạt tô phi, đó là dấu hiệu muộn, tiên lượng không tốt và điều trị sẽ rất khó khăn trong giai đoạn khi đã có hạt tô phi. Vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì bệnh gút có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào ạ? Thứ nhất, như đề cập ở trên, các hạt tô phi ấy, nó có thể vỡ ra, nó nứt ra gây một tình trạng viêm khớp nhiễm khuẩn hoặc nặng hơn là nhiễm khuẩn huyết. Cái thứ hai, các cái tinh thể muối urat khi lắng đọng vào các cái đầu xương nó sẽ xâm lấn vào các cái đầu khớp, màng khớp và cái tổ chức xương dưới sụn, nó sẽ làm hạn chế vận động khớp, nặng hơn thì đã sẽ là cứng khớp và nặng hơn nữa có thể gây tàn phế. Và chính các cái tinh thể muối urat đấy nó có thể lắng cặn được các cái tổ chức kẽ thận, các đài bể thận, gây lên tình trạng sỏi thận, sỏi tiết niệu và nặng hơn nữa có thể gây suy thận. Một triệu chứng nữa hay gặp khi mà gút, bị bệnh gút thì sẽ là giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, gây lên là con đường gắn nhất dẫn đến bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, tăng huyết áp hay bệnh gan, bệnh tiểu đường. Và khi bệnh gút thì bệnh nhân rất là mệt mỏi, ăn kém, bệnh nhân lúc nào cũng trong tình trạng stress, căng thẳng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì cách điều trị đối với bệnh gút sẽ là như thế nào? Ta sẽ điều trị các đợt viêm khớp cấp trong cơn gút bằng các thuốc chống viêm, giảm đau, coxicin và những thuốc đấy lên được bác sĩ kê và khám tại viện. Cái thứ hai là điều trị dự phòng biến chứng, dự phòng các cơn gút cấp tái phát. Ta có thể dùng các điều chỉnh chế độ ăn sinh hoạt hợp lý, ví dụ như ta hạn chế các loại thịt đỏ, tăng cường uống nước, tăng cường các loại rau củ quả, tăng cường thể dục và dùng các cái thuốc làm giảm tổng hợp axit uric máu, làm sao làm giảm cái nồng độ axit uric trong máu. Ví dụ như những bệnh nhân gút chưa có hạt tô phi thì mục tiêu kiểm soát nồng độ axit uric máu dưới 360 mmol/lít. Với những bệnh nhân gút đã có hạt tô phi thì ta nên giảm nồng độ axit uric máu dưới 320 mmol/lít. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có lời khuyên gì để quý vị khán giả có thể phòng tránh được đối với các bệnh gút này ạ? Thực phẩm nên tránh đó là tránh các đồ dầu nhân purin, như trên là các loại thịt đỏ như trâu, bò, thịt chó, các loại hải sản, các loại phủ tạng động vật. Thứ hai là tránh các bia rượu và đồ uống có cồn. Cái thứ ba là mình tránh các đồ uống mà có nhiều đường, và các cái món khai vị mình lựa chọn cũng không nên là quá ngọt. Tránh thức khuya, chết. Và những cái thực phẩm mình nên dùng đó là các cái loại rau củ quả tươi, rau xanh như rau ngót, rau dền,
các loại khoai và đặc biệt quả anh đào rất là tốt đối với bệnh gút. Thứ hai là ta nên uống nhiều nước, ít nhất duy trì khoảng 2 đến 4 lít nước trên ngày. Đặc biệt là nước uống có kiềm, nó sẽ làm tăng đào thải lượng axit uric qua nước tiểu. Và chọn các loại thịt thì nên chọn loại thịt gia cầm như con gà, con vịt. Cũng không nên ăn quá lượng thịt là 100g trong một ngày đối với những bệnh nhân dưới 50 cân. Và thứ ba, các loại sữa nên lựa chọn là các sữa đậu lành và sữa ít chất béo. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình được sự phối hợp và đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.